Cụ thể, dự thảo nghị định sẽ tập trung vào 3 nội dung chính là điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất, hệ thống thông tin đất đai. Trong đó, về điều tra cơ bản đất đai, dự thảo quy định về trình tự, thủ tục và kinh phí. Còn về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, dự thảo quy định với tinh thần phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí, giảm phiền hà cho người dân, đặc biệt không phát sinh thủ tục mới và gắn liền với chuyển đổi số. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét cho phép luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.